Đoàn hội thoại số 1 là đoàn hội thoại giữa Tuấn và nhân viên của Hankook Kaku. Đây chúng ta nghe nhé. Quả. 거기 한국 가구지요. Đề hoa 1. Dạ vâng. 거기 한국 가구지요? 네, 맞습니다. 안녕하세요. 저는 투안입니다. 김수미 과장님 좀 바꿔주세요. 네, 잠깐만 기다리세요. Chúng ta nghe lại lần nữa nhé. 19과 거기 한국 가구지요? 대화 1. 여보세요? 거기 한국 가구지요? 네, 맞습니다. 안녕하세요. 저는 투안입니다. 김수미 과장님 좀 바꿔주세요. 네, 잠깐만 기다리세요. 뭐 bây giờ mời bạn Trang với bạn Ngọc đóng vai ở đây nhé, Trang nhé. Mời Trang đóng vai là Dơ Cha. Vai nữ, còn Ngọc sẽ đóng vai Tuấn nhé. Dạ. Dạ bố xeo. Cờ kì Hàn Quốc ca cô chiếu. Nè, mát xin mì đà. Anh nhá xeo, chờ nên thu an im ta. Kim Sumi, Kua Chang Nim, Chompa Kua Suseo. Nè, chăm khăn măng, kita đi seo. Ok, bây giờ mời mời bạn Hà với bạn Hiếu ạ. Vâng ạ. 여보세요. 거기 한국 가구지요? 네, 맞습니다. 안녕하세요. 저는 투안입니다. 김수미 과장님 좀 바꿔 주세요. 네. 잠깐만 기다리세요. 네, 오케이. 아마 켄 켄 거래요? 네. 자, 마 켄 đóng vai với Hà nhé. Vâng. Hà sẽ đóng vai là Tuấn, còn Kiên đóng vai là Dơ Trai. Kiên đóng vai nữ. Dạ cô xe ạ. Cơ kỳ Hàn Quốc ca cô chỉ ạ. Nè, nè, mặc xúc kỳ ạ. Mặc xúc, mà, nè, mà xúc khát gầm, nát ạ. Cái gì đây? Mặc xúc. Nè, mặc xúc nát ạ. Mặc xúc nát ạ. Kiên đang ở đâu đây? Dạ, em đang ở đâu đây? Em vừa mới đóng cửa. Đang ở nhà gì? Vâng. Đây là Mát Sơn Ni Đà nhé. M A M A C S U M N I N I T A Mát Sơn Ni Đà. Em nhầm. Em vẫn đọc là cái động từ bên dưới này là p. Cái chữ p ấy, nè. Đọc chữ n đằng sau đọc là chữ m nhé. Vâng. Nè, Maximita. Mời Hà. Anh nhá. Cho nên thưa anh Imita, Kim Sumi khoa trang nim chom bao qua chu seo. Nè, trăm cam han. Cho cơm man kita đi theo để chăm cơm man kita đi theo. Ok,
Đấy là phần bài hội thoại. Thì cái bài này chúng ta hỏi Koki ở đó, Hankukaku chio. Thì chúng ta có thể hỏi cái khác đi ạ. Bỏ cái Hankukaku này đi. Chúng ta có thể hỏi là Choki hapkyo, hapkyo chio. Choki shittang i chio. Được ạ. Danh từ đi với y nếu có bát chim. Đi với chiếu. Còn trong văn nói cái chiếu người ta sẽ viết được nói gọn thành chỗ. Nhá, trong văn nói nhé các bạn nhé. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ sang phần từ vựng số 1, đó là từ vựng về chủ đề điện thoại. Thì hôm nay tôi sẽ phân biệt cho các bạn. Có một số bạn gọi là trơn hoa là cái điện thoại, cũng đúng rồi, trơn hoa là điện thoại đúng rồi. Nhưng đây trơn hoa là điện thoại đây ạ. Nhá. Cái điện thoại nói chung thì nó là trơn hoa. Và thiêu te trơn hoa hoặc là thiêu te phone. Thiêu te trơn hoa hoặc là thiêu te phone đây là điện thoại di động. Cứ cái nào điện thoại di động thì chúng ta có thể gọi là thiêu te trơn hoa hoặc thiêu te phone. Được chưa? Cứ cái nào cầm đi được. Còn cái mà không cầm đi được như cái này chẳng hạn thì không được gọi là hữu telephone. Mà nó chỉ gọi là trơn hoa kỳ. Các bạn nhé. Kỳ là máy ạ. Trơn hoa kỳ. Trơn hoa kỳ. Thế cái này có phải là trơn hoa kỳ không ạ? Cái này cũng là trơn hoa kỳ. Nha. Nếu mà gọi trơn hoa kỳ, trơn hoa là điện thoại và kỳ là máy. Thì máy điện thoại. Thì tất cả bốn cái điện thoại đây đều gọi là trơn hoa kỳ. Được chưa? Nhưng mà trơn hoa là đúng tất cả. Hữu te trơn hoa hoặc hữu te phone thì cả ba cái này thì đều cầm di động được, cho nên chúng ta sẽ gọi ba cái này là hữu te phone đều được. Nhưng cái này chúng ta không gọi là hữu te phone được. Các bạn hình dung ra chưa? Vâng. Đây nhá, thầy giáo lấy ví dụ này nhé. Tất cả cái này thì đều gọi là trơn hoa. Nhá. Cái nào gọi là trơn hoa cũng đúng, không sao cả. Nhá. Tiếp theo, gọi là hữu te phone thì lại chỉ ba cái này. Dạ. Và điện thoại thông minh là smartphone ấy thì lại chỉ có cái này. Được chưa? Cho nên ấy, cái này ấy, cái này có gọi là smartphone không ạ? Không ạ. Không, cái này không gọi là smartphone. Cái này có cảm ứng đâu mà smartphone. Được chưa? Thế cái này có gọi là smartphone không? Không ạ. Không, cái này. Cái này vẫn bấm số này là không 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 phải là cảm ứng ạ. Không phải cảm ứng thì không gọi là smartphone. Smartphone, phone là điện thoại mà. Smart là thông minh nhỉ? Nhá, điện thoại thông minh nhỉ? Đấy, không phải là smartphone nhá. Thế bây giờ này, bây giờ là hữu te phone. Thế ba cái điện thoại này có cầm đi được không ạ? Quá. Có, cầm đi quá chứ. Thì đều gọi là hữu te phone hoặc là hữu te trơn hoa. Được chưa? Hoặc là hand to phone đều được. Nhưng riêng cái này người ta gọi là smartphone. Đấy. Được chưa? Thì các bạn hình dung ra các điện thoại chưa? Rồi, thầy giáo lấy ví dụ này đơn giản nhất này. 110i. 110i các bạn còn biết cái điện thoại này không ạ? Đấy. Đầu tiên chúng ta có điện thoại bàn nhá. Điện thoại bàn thì rõ rồi. 110i là cái loại này là đen trắng hoặc màu đúng không? Đen trắng. Và cái này là Samsung cảm ứng. Đấy. Chúng ta phân biệt thế là dễ. Cái đen trắng không gọi là smartphone được.
Nhưng mà nó cầm đi được cho nên nó vẫn là hưu tiệp phôi. Cho nên những cái này chúng ta có thể dùng chung nhau như vậy nhá. Tiếp theo. Thưa thầy, còn cái điện thoại internet là nó là bàn phím nhưng mà nó sử dụng internet được ạ? À? Hay là như nào? Nó sử dụng cả con mạng để nó gọi điện quốc tế. Điện thoại vệ tinh. Đúng rồi, điện thoại vệ tinh. Có một số cái điện thoại người ta thường các công ty nước ngoài người ta hay làm một cái điện thoại internet, điện thoại kết nối toàn cầu ấy, nó gọi cho số nào được. Cái này ở công ty rừng rú mà không có sóng là nó là có sóng. Nhưng nó là vẫn có sóng, đúng rồi. Rừng rú nhưng điện thoại kia không có sóng mà nó vẫn có sóng. Đúng. Ví dụ như là cái điện thoại của các bạn ấy, ví dụ điện thoại của các bạn không chuyển vùng quốc tế thì các bạn vẫn chỉ gọi trong mạng Viettel hoặc là trong mạng trong Việt Nam thôi. Nhưng mà cái điện thoại này là kết nối toàn cầu ạ, gọi cho bất kỳ số nào, mạng nào cũng được, miễn là cái số điện thoại đó đang dùng, có thể từ đây gọi sang Nga cũng được nhá. Tiếp theo chúng ta có chuyên hóa đơn cơn tả. Chuyên hóa đơn cơn tả ở đây là bấm để gọi đấy ạ. Chúng ta có thể được gọi nhé. Chơn hoa ca ô tả. Chơn hoa là điện thoại. Chơn hoa ca ô tả là điện thoại đến. Tức là chuông reo ấy ạ. Chơn hoa rưng phạt tả. Chơn hoa rưng phạt tả là nhận điện thoại. Tiếp theo. Chơn hoa hoặc là thông hoa ha tả. Đây là đang gọi điện thoại. Nhá. Trơn hoa ha tà hoặc là thông hoa ha tà đều được các bạn nhé. Trơn hoa rưng paku tà chuyển máy cho người khác đấy. Đây Tuấn nói là lianxi trơn hoa patayo đi han nhận điện thoại này. Tiếp theo trơn hoa rưng chalmut cơn tà chalmut khớ tà đây là gọi nhầm nhé. Tiếp theo chơn hoa rưng cưng tà. Cưng tà đây là ngắt, tức là dừng cuộc gọi ạ. Tiếp theo thông hoa chung y đà hoặc là chơn hoa chung y đà. Đây thông hoa chơn hoa chúng ta cũng có thể dùng lẫn cho nhau được ạ. Thông hoa chung y đà đây là đang có cuộc gọi thì tức là máy bận ạ. Ví dụ chúng ta gọi điện cho ai người ta đang bận chẳng hạn thì tút tút hoặc là số điện thoại đang bận thì là máy đang bận ạ. Thì nó chính là thông báo một cái câu đó là thông hoa chung nhiều nhá. Tiếp theo khiu te chơn hoa rưng khiu tả. Khiu đây là bật nhá, khiu là bật. Khiu te chơn hoa rưng cư tả. Cư đây là tắt, các bạn lưu ý chữ khiu và chữ cư đây là bật và tắt. Các bạn chả bật tắt khiu te chơn hoa thì các bạn bật tắt những đồ vật dùng điện khác, ví dụ bật quạt, bật máy tính hay bật máy. Các bạn trong công xưởng chúng ta hay bật máy thì là bật máy như thế nào nhá. Bật điện nhá, những cái thiết bị mà chúng ta sử dụng điện nhá. Tiếp theo chúng ta có muncha rin poneta. Muncha là tin nhắn, poneta là gửi tin nhắn. Muncha rin hokinara. Hokin đây là kiểm tra, muncha là tin nhắn rồi. Muncha rin hokin hara là chúng ta là kiểm tra tin nhắn. Đấy. Bây giờ các bạn vui lòng là chúng ta mỗi người đọc giúp tôi một lần nhé. Đây ạ. Đầu tiên là mời Trang, Trang đọc từ đầu đến cuối Trang. Vâng. Chân hoa, telephone, hữu tê chân hoa, smartphone, internet chân hoa rơi cơn tả, chân hoa khao tả, chân hoa rơi bạc tả, thông hoa ha tả, chân hoa rơi bạc cu tả, chân hoa rơi chăm mất cơn tả, chân hoa rơi cơn tả, cơn tả, thông hoa trung y tả, hữu tê chân hoa rơi kia tả, hữu tê chân hoa rơi
크다. 문 문자를 보내다. 문자를 확인하다. Ok. Trang đọc lại giúp thầy giáo cái chữ chỗ mà bật nguồn điện thoại và tắt nguồn điện thoại. Hiu tê chân hoa rươi kia ta. Hiu tê chân hoa rươi cư ta. Không phải cư ta mà cư ta. Cư. Cư ta. Cư có cư. Cư ta. Đây là hai cái cờ chúng ta đọc rõ ra. Cư ta. Yeah. Rồi. Mời Ngọc. Ngọc ơi. Chân hoa. Hiu theo chân hoa. Hiu theo bồn. Sư ma. Sư ma tư bồn. Internet chân hoa. Chân hoa rừng cơn tà. Chân hoa cao ô tà. Chân hoa rừng bát tà. Chân hoa tông hoa hà tà. Chân hoa rừng pha cư tà. Chân hoa rừng pha Pakuta. Ku. Pakuta. Chân hoa rừng. Chân mốt cơn ta. Chân mốt. Chân. Chân. Chân mốt cơn ta. Chân hoa rừng. Cơn ta. Tông hoa. Trông y ta. Thông hoa. Trông hoa. Thông. Thông hoa. Thông thông hoa trông y tá. Thông hoa trung y tá. Thông hoa trung y tá. Ừ. Hiu theo bôn. À đâu. Hiu theo trơn hoa. Hiu theo trơn hoa rừng kia tá. Hiu theo trơn hoa rừng cư tá. Mun. Mun cha rin boleta. Mun cha rin hoa kin hata. Hoa kin hata. Tiếp theo. Thế rồi. Mời bạn Hà. À, phải Hà. Chơn hoa, hiu thế chơn hoa, hiu thế phồn, sư ma thư phồn, internet chơn hoa rừng cơn tả, chơn hoa ca ô tả, chơn hoa rừng bát tả, chơn hoa ha tả, thông hoa ha tả, chơn hoa rừng ba cu tả, chơn hoa rừng chăn mốt cơn tả, chơn hoa rừng cơn tả, thông hoa trung y tả, hiu thế chơn hoa rừng kia tả, hiệu thế chân hoa rừng cư tả, môn cha rừng bô nê tả, môn cha rừng hoa kinh hà tả, hoa kinh hà tả. Hoa kinh hà tả, ok. Mời bạn Hiếu. Chân hoa, hiệu thế chân hoa, hiệu thế phone, smartphone, internet, chân hoa rừng cư tả, chân hoa ca ô tả, chân hoa rừng ba tả, chân hoa ha tả, thông hoa ha tả, chân hoa rừng ba cu tả, chân hoa rừng cha mốt cơn tả, chân hoa rừng cơn tả, cơn tả, cơn tả. Thông hoa trung y tả, hiệu tè chân hoa rừng kia tả, hiệu tè chân hoa rừng cư tả, môn cha rừng bô nê tả, môn cha rừng hoa kinh hà tả. Tiếp theo mời Kiên. Chân hoa. Hiu tê hiu tê chơn hoa hiu tê phôn rư ma tư phôn internet tràn họ chơn hoa internet chơn hoa
internet chân hoa chân hoa rừng cơn tà chân hoa ca ô tà chân hoa rừng bạc tà chân hoa thung hoa ha tà chân hoa rừng bạc cụ tà chân hoa rừng chân mốc ca cơn tà chân hoa rừng cơn tà chân hoa à thung hoa trung y tà hiu tê chân hoa rừng kia tà hiu tê chân hoa rừng cu cu tà mun che mun cha rừng pu lê tà mun cha rừng hoa in ha tà cái chỗ mà tắt điện thoại ấy là mun cha rừng à chân hiu tê chân hoa rừng cư tà hiu tê chân hoa rừng cư tà rồi ok bây giờ chúng ta ở mấy cái bên dưới này ạ mấy cái từ vựng bên dưới này từ cái chỗ mà gọi điện thoại ấy thì chúng ta hãy đặt câu với nó được không ạ? Ví dụ tôi gọi điện thoại thì sẽ là 저는 전화를 걸어요. Chúng ta nói như thế được không ạ? Các bạn có nghe thấy chưa? Vâng. Và chúng ta sẽ đọc luôn nhé. 전화를 걸어요. chúng ta có thể nhận quà, nhận bánh, nhận cơm, chúng ta có thể nhận bất kỳ cái gì. Bỏ cái chữ chân hoa này, này đi nhá. Bỏ cái chữ này đi, thay vào đây thì chúng ta là nhận cái thứ đó. Tiếp theo là thông hoa là gọi là nghe điện thoại, tức là nói chuyện điện thoại ấy. Thì là thông hoa heo. Ừ. Thông hoa heo. Thông hoa heo. Tiếp theo. Chân hoa rừng. Bạc quay ổ. Bạc quay ổ. Tiếp theo, chân hoa rừng 잘못 걸어요. Chân hoa rừng 잘못 걸어요. 잘못 걸어요. Tiếp theo, chân hoa rừng 끊어요. Cái này chúng ta thêm ơyo đúng không ạ? Bỏ ta đi thêm ơyo. Thì là cái chữ n ở đây này nó được đọc liên lên đây. Cứ nơi ổ. Chân hoa rừng cứ nơi ổ. Đây là ngắt điện thoại. Chân hoa rừng cứ nơi ổ. Cứ nơi ổ. Cứ nơi ổ. Cái chữ n đúng không là sau rồi. Cái đằng trước nó chỉ còn là cứ rồi. Cứ nơi ổ. Cứ nơi ổ. Máy bận thì là thông hoa trung y ẻo. Thông hoa trung y ẻo. Các bạn biết tại sao lại là y ẻo không? Tại sao ạ? Y tà mới thành cái gì? Y ta nó thành IEO nó thành gì các bạn? Chuyển nó thành IEO. Y ta nó chính là im đi ta nó chính là IEO các bạn học mấy bài đầu tiên ấy. Y ta bỏ ta đi thêm pờ đi ta. Thì nó sẽ thành im đi tà tui io nó sẽ thành io hoặc eo các bạn không nhớ à
nếu nó có phụ âm đáy là i e o và không có phụ âm đáy thì nó sẽ thành là e o. Tiếp theo, bật điện thoại nói như nào? Chưa ta. Chưa. Chưa vô. Cái này bỏ ta đi, thêm mỗi chữ vô vào thôi ạ. Chưa vô. Tiếp theo. Tắt điện thoại nói. Tiếp theo chân hoa đơn. Cơ vô. Cơ yếu. Ồ. Còn nếu chúng ta nói nhanh là cơ. Dạ. Ồ. Pali cơ. Tắt nhanh lên. Dạ. Tiếp theo, gửi tin nhắn ạ. Bun cha rin, poneo. Bỏ ta đi thêm vô vào là được. Poneo. Tiếp theo, bun cha rin, hoặc kín hà ra. Bun cha rin, hoặc kín heo. Kiểm tra tin nhắn. Bun cha rin, hoặc kín heo. Ok. Được chưa? Bây giờ chúng ta mỗi người đọc cho tôi một lượt mà chúng ta ứng dụng cái đuôi câu vào của tất cả những phần này nhé các bạn nhé. Nào mời ai xung phong trước ạ? Không ai xung phong ạ? Thôi để em đọc thầy ơi. Vâng, Hà xung phong. Chân hoa đơn cơ đơ yếu. Chân hoa ca hoa yếu. Chân hoa đơn ba ta yếu. Chân hoa hê yếu. Chân hoa đơn ba cua yếu. Chân hoa đơn chan mốt cơn cơ đơ yếu. Chân hoa đơn cơ nơ yếu. Chân hoa trung yếu. Hiêu thê chân hoa đơn cơ yếu. Hiêu thê chân hoa lưng cơ yếu. Muôn cha lưng bô nê yếu. Muôn cha lưng hoa kinh hiểu. Đây, Hà đọc giúp lại thầy cái chỗ đang gọi điện thoại là gì? Vâng ạ. Chân hoa hiểu. Và thông hoa hiểu. Ok. Còn cái bật nguồn điện thoại, bật điện thoại lên ạ. Hiêu thê chân hoa đơn kia rồi. Vừa nãy em đọc là ca. Đúng rồi, kia rồi. Vâng ạ. Ok, kia rồi. Ok, xin mời bạn khác ạ. Hiếu. Chân hoa đơn kia rồi. Chân hoa ca hoa rồi. Chân hoa đơn ba ta rồi. Chân hoa hê rồi. Thông hoa hê rồi. Chưa hoa rừng bắc cụ tạ. Kêu. Không, cái thứ hai cơ mà. Cái thứ hai này á? Đây là cơ yếu. Chứ không phải là cơ yếu đâu. Cơ yếu. Hiểu thế chân hoa rừng cơ yếu. Muốn cha rừng bồ đề yếu. Muốn cha rừng hoa kinh hèo. Ok.
Bạn nào muốn đọc nữa không ạ? Em. Dạ, xin mời cha. Chân hoa rơi, cơ rơi ổ. Chân hoa khao ai ổ. Chân hoa rơi, ba tay ổ. Chân hoa hê ổ. Thông hoa hê ổ. Chân hoa rơi, bao quê ổ. Chân hoa rơi ba mất cơ rơi ổ. Chân hoa chán mất cơ quê ổ. Cơ rơi ổ. Cơ rơi ổ. Chân hoa rơi cư rơi ổ. Cưn rơi ổ. Cưn rơi ổ. Cưn rơi ổ. Cưn rơi ổ. Thông hoa chung y yêu. Hưu tê chân hoa rơi kia yo. Hưu tê chân hoa rơi cơ yo. Môn cha rơi bô lê yo. Môn cha rơi hoa kinh hê yo. Như em nghe được đọc toàn là rơi nhỉ? Thì em toàn nhầm nhé. Rơi. Rừng. Không, em nghe đọc từ nào cũng rơi. Rừng. Ok, em nghe thành như thế cũng được, không sao cả. Trang đọc như thế cũng được, không sao cả. Em đọc cần rơi thôi, không được quen. Rừng, ok, Trang đọc thế ok. Thầy giáo không thắc mắc gì đâu. Thật, em sửa nhiều lần nhưng em thật thành rơi rồi. Em đọc quen từ đầu nó bị như thế rồi, cho nên là không cần phải sửa. Đúng rồi đấy, em không sửa, được nhiều lần em muốn sửa nhưng không sửa. Kể cả cái chữ này ạ, kể cả cái chữ chà, em vẫn đọc là chà, nhưng riêng chữ này ấy, em lại đọc là như vậy. Không sao, em cứ đọc tên được, không vấn đề gì. Tại quen là rưng với rưng. Quen dễ đọc như thế được rồi, không bị sai đâu. Mời Ngọc nhá. Vâng. Chân hoa rưng cơ đời ổ. Chân hoa cao ai ổ. Chân hoa rừng bát tai ổ. Chân hoa hiểu thông hoa hiểu. Chân hoa rừng ba cơ ổ. Chân hoa rừng chan. Cái em ơi chuyển máy là gì Ngọc? Chân hoa rừng ba cơ ổ. Ba cơ ổ. Thế đây là cái gì đây? Đây là bạc cu chứ bạc cơ đâu ở chỗ nào ra? Bạc cu thì chuyển thành gì ạ? Cu thành A rồi. Cu thành A sao á? thêm ơi. Thì em đọc bạc cơ hay bạc cua? Cơ. Cơ hay cua? Ơi. Cơ sai rồi. Cua. Cờ cờ u ơ như thế này thì đọc là cơ làm sao được em? Cua. Bạc cua nhá. Bạc cua. Chân hoa đơn bạc cua ổ. Bạc chân hoa đơn bạc cua ổ. Bạc cua ổ. Chân hoa đơn chan mốt cơ rơi ổ. Ok. Chân hoa đơn cư lơi ổ. Thông hoa trông yểu. Hưu theo chân hoa đơn kiều. Hưu theo chân hoa đơn cơ yếu. Mun cha đơn ô lêu. Mun cha đơn Mun cha đơn Hoa kinh hiểu. Hoa kinh hiểu, đúng rồi. Mà Kiên còn người cuối cùng thì Kiên đọc nốt đi Kiên ơi.
chơn hoa rin kreo chơn hoa ca chơn hoa ca qua yo chơn hoa rin pa kê yo thung hoa khê yo chơn hoa rin pa qua yo chơn hoa rin chan mốc kê yo chơn hoa rin kê nơ yo thung hoa trung yêu hiê tê chân hoa rừng kia yô hiê tê chân hoa rừng kia yô môn cha rừng bù lê yô môn cha rừng hoa in hê yô. Ở đây Kiên có mấy chỗ ví dụ như là Moon Garden, Fucking Hell nha. Còn một số cái trên này thì có quà một tí được nha. Moon Garden, Fucking Hell. Rồi đây, nhận điện thoại là gì hả Kiên? Nhận điện thoại. Điện thoại là chơn hoa rừng bà cơ yô bà tay yô chơn hoa rừng bà tay yô chứ không phải là bà tay yô bà tà đấy, thêm ai yô đọc luyến âm lên thành bà tay yô bà tay yô. Thì cái này ví dụ bạn nhận điện thoại khi nào, hay là bạn ngắt điện thoại khi nào, hay là bạn bật điện thoại khi nào, chúng ta cũng có thể hỏi được nhau ấy. Bây giờ ấy, thì như các bạn biết ấy, gần như chúng ta không có cái khái niệm là tắt điện thoại như đúng không ạ? Có ai buổi đêm hay tắt điện thoại không ạ? Có ai tắt điện thoại không ạ? Buổi đêm chỉ cắm sạc ở chỗ thôi chứ không tắt. Đúng rồi, buổi đêm tốt nhất là để im lặng, đặt báo thức thôi, hoặc là để rung. Nhiều khi có những việc rất quan trọng. Ở ngữ pháp trong phần này đó là chiếu, thì các bạn lưu ý này, danh từ nhá. Danh từ nếu mà có phụ âm đấy đi với y chiếu. Còn tính từ hoặc là động từ đi với chiếu. Đấy. Chủ yếu sử dụng trong câu hỏi thôi ạ. Đúng không hoặc phải không nhá. Hoặc là chúng ta có thể nói là chứ, nhằm xác định lại một vấn đề. Đó. Xác định lại một vấn đề mà chúng ta nghĩ là người nghe biết, hoặc cả hai đều biết, mình biết và mình nghĩ người nghe cũng biết, thì chúng ta sẽ hỏi theo cách như thế này. Ví dụ này, 오늘 덥지요? 오늘 덥다. 덥다, bỏ chữ ta đi với 지요. 덥다, hôm nay là nóng nhá. Hôm nay nóng phải không ạ? Bởi vì tôi nghĩ là nóng, cho nên là các bạn, tôi hỏi các bạn là hôm nay nóng phải không ạ? 덥지요? Ngọc, 오늘 덥지요? 네. 네, 더워요. Đúng không? Đấy. Trong câu trả lời chúng ta trả lời là 더워요, 더워요, và chúng ta nhằm xác định lại thì chúng ta là 지요. Yeah. Còn đối với đồ vật hoặc là tên người ấy, thì chúng ta có phụ âm đấy và danh từ ấy, thì đi với 이 지요 nếu mà có phụ âm đấy. Ví dụ tôi hỏi bạn Ngọc, Ngọc 씨가 학생 이 지요? Ngọc là học sinh phải không? Thì là 학생 là cái danh từ này. Các xem là có phụ âm đấy thì là y chiếu. Các bạn hình dung ra chưa? Chỉ duy nhất là danh từ có phụ âm đấy thì đi với y chiếu, còn đâu tất cả đi với chiếu hết. Danh từ không có phụ âm đấy và động tính từ bỏ tà đều đi với chiếu nhá. Đây ạ, động từ này, tính từ này, danh từ cộng với y tà này thì đằng sau đó sẽ đi với chiếu,
Ví dụ này, chê chân hoa bơn hô rư, al chiếu, al là biết. Bạn có biết số điện thoại của tôi không? Nê, á đây ô, vâng tôi biết. Chi gươm, papu chiếu, đây là tính từ, papu đà là bận. Bận. Ờ, bây giờ bận phải không? Á ni ô, ám papai ô, không bận, về ô, sao đấy? Cơ kỳ, ilin cu chiếu, đó có phải là số điện thoại 119 hay không? Cái số 119 là cái số mà khẩn cấp bên Hàn Quốc ấy nhá, có vấn đề gì khẩn cấp cứu thương hoặc cái gì đó thì chúng ta bấm 119 để gọi. Nê ilingu imida, vâng 119 imida, vâng là 119 ạ. Thế ví dụ tôi hỏi bạn Hiếu chẳng hạn nhé, Hiếu nhé. Yeah. Bây giờ ví dụ ha si yepu chiu. Nê yepu yepu yo. Yepu chiu. Nê yepu yo. Nê yepu yo. Yepu yo. Ok. Chang si to yepu chiu. Nê yepu yo. Ờ. Hiện kiên si to yepu yo. Yepu chiu. Anio. 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 An yepu yo. Nê. Kiên. Anh nhớ bơi không? Hả? À, tên của em à? Không, tôi đang hỏi bạn Hiếu. Kiên, anh nhớ bơi không? Nè. Nè, cái gì mà nè? Nhớ bơi ta chỉ dành cho nữ hay dành cho nam? Bảo là anh nhớ bơi không? Thì em bảo là nè. Nè, cái gì mà nè? Câu này là câu sai, trả lời gì? Không phải mà là dùng cho nam, không ai dùng là yepeo. Cái này chỉ vẻ đẹp của nữ thôi ạ. Còn nam chúng ta dùng là chan sekeseo hoặc là mosiseo. Ví dụ kien chi ga mosiseo. Ne mosiseo. Các bạn hiểu chưa? Những từ không bao giờ dùng cho nam đó là yepuda. Thì chúng ta cứ nghĩ là chia cho nam được, không phải đấy, thì người Việt Nam mình chả nghĩ thế thôi. Người Hàn chả ai dùng. Từ bé người ta không có từ này đối với nam luôn. Nhá. Ví dụ này nhé. Ngọc Siga. Tốc tốc heo. Ngọc Sĩ là tốt tốt hiếu hả? Hả sĩ? Ngọc Sĩ là tốt tốt hiếu. Nè, Ngọc Sĩ là nè, Ngọc Sĩ là tốt tốt hiếu. Thế bây giờ tôi hỏi lại, Ngọc Sĩ là tốt tốt hai chiếu. Hai chiếu. Chiếu đây này, tốt tốt hai chiếu. À. Nê, ok. Thế là được rồi. Câu trả lời giống nhau, hai cách hỏi mà. Ví dụ, sơn trăng niềm, tung tung hoa chiếu. Tung tung hoa, hoa chiếu. Béo. Sơn trăng niềm béo phải không? Nê. Béo đúng không? Sơn trăng niềm, tung tung hoa chiếu. Không phải hoa chiếu. Nê, tung tung heo, tung tung heo, hoặc tung tung heo, hoặc là chúng ta nói nê má chai ô. Má chai ô các bạn biết là gì không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng, đúng rồi, thế là được. Thế này, nê bác sinh đi ra hoặc là má chai ô, đồng ý với người ta. Đấy, đấy. Chúng ta sử dụng chiếu. Bây giờ mỗi người đặt một câu sử dụng chiếu giúp tôi với ạ. Ô nữ rừng shopping ha chiếu. Shopping ha chiếu. Nè, ô nữ shopping heo.
Rồi tiếp theo Ngọc đặt câu với Chiêu. Trang, Trang đặt câu với Chiêu. Anh Ngọc chơi. Ngọc trước đi Ngọc. Sơn sinh lim, kika cư chiếu. Hả? Sơn sinh lim, kika cư chiếu. Cư chiếu? À đi ô, cho nên khi ra chả phải ô. Tức là Ngọc hỏi là thầy giáo cao phải không? Đúng, cao đúng không? Tôi bảo không, tôi thấp. Tiếp theo Hà, à Trang, Trang, Hà đúng không? Yoki xích tang chiếu. Khá nhiều. Yoki hắc kêu đều. Chán một cớ rồi, chán một cớ rồi. Em đã gọi nhầm rồi. Ok, Hiếu, Hiếu gì? Hiếu gì? Sơn niệm, chân ít cân, thạc cô kỳ rân, bậc cơ, mơ chiếu. Mơ cơ chiếu, mơ cơ, quá khứ cũng là đi với chiếu luôn ạ. Mơ cơ chiếu. À, anh yêu, ô đơn cho nơi kê. 오늘 저녁에 돼지고기 먹었어요. 돼지고기. 네, 돼지고기 빌라 먹었어요. 오케이. 여러분 너무 잘해요. 아, chúng ta làm một số cái phần bài tập bên dưới này ạ. Phần số 1 đây ạ. 거기 식당 아니에요? Đó có phải là đó không, đó là nhà hàng phải không ạ? Xích tăng à nhiều, không phải là nhà hàng đâu. Thì là cái bức hình số 1 là gì ạ? Trơn hoa rừng chán mốt cơn tà. Trơn hoa rừng chán mốt cơn tà, đúng không? Câu số 2. Đi ăn chi, trơn hoa phá đoài ô. Trơn hoa rừng ba cô tà. Ba cô tà. Đúng rồi. Tức là Tuấn bảo Ly Han nghe điện thoại đi. Tức là đổi điện thoại đi ạ. Tiếp theo số 3 là cô gái nhí mi thông hoa chung gì là từ khách hàng đang máy bận thì là thông hoa chung gì là đúng không ạ, nó có chữ thông hoa chung gì là. Tiếp theo ngắt điện thoại là gì ạ, tắt điện thoại đi ạ, kết thúc cuộc gọi ạ. Cân tả. Cân tả đúng không ạ, chưa nói đến cân tả cứ nơi không là chúng ta sử dụng chiếu để chúng ta hỏi cái này ạ. Dựa vào những cái gợi ý này. Ví dụ như tô sơ quan. Cơ kỳ tô sơ quan ý chiếu. Bởi vì tô sơ quan này, cái quan nó có phụ âm đáy là phải đi với y chiếu. Các bạn lưu ý là danh từ có phụ âm đáy đi với y chiếu nhé. Còn động từ, tính từ có phụ âm đáy cũng không đi với chiếu. À không, không đi với y chiếu mà chỉ đi với chiếu thôi. Không có y. Các bạn làm này, chờ thầy giáo một chút nhé, xem có ai nhé, thầy giáo có khách. Vâng.
Ô, xin chào các bạn, xin lỗi nhá. Mọi người còn ở đây không ạ? Có. Vâng, vâng, xin lỗi các bạn. Tôi vừa nhận được cái hồ sơ. Nhận hồ sơ người ta mang đến tận nhà. À, chúng ta tiếp tục nha các bạn nhé. Bây giờ làm phần này ạ. Là phần này các bạn hãy hỏi giúp tôi với ạ, hỏi và trả lời. Thì chúng ta vẫn cứ đóng vai. Mời bạn Trang sẽ đóng vai, sẽ làm câu hỏi ở ý số 1 và bạn Ngọc sẽ trả lời. Chúng ta dịch luôn nhé. Yaki inku seo. Koki em ơi. Ok. Koki in inku seo. Ne. Inku imita. Musun. Iriseo. Dịch như nào Ngọc nhỉ? Vâng, đây là 191. 119 này. 119. Đây là 119. Musun. Bạn có việc gì đúng không? Đúng rồi, bạn có việc gì vậy? Bạn có việc gì vậy? Musun in là việc gì? Hả? Là việc gì vậy? Nào, Ngọc làm câu số 2 này. Ngọc câu hỏi và Hà trả lời nhá. Từ kia là từ sumin ạ. Chu. Châu chu. Béo quá, chả nhìn thấy gì. Đây, tôi không to thật. Nhìn rõ chưa ạ? Chumi Sen. Chumi Center. Trung tâm. Cơ kỳ Chumi Center Seo. Nè. 그런데요. 무슨 일이세요? Câu hỏi của Ngọc ấy. Thì là cơ kỳ Chumi Center Chio. Vâng. Chúng ta sử dụng chiếu nha, Ngọc nha. Vâng. Đây, Kurenteo nghĩa là gì ạ? Hả? Vâng ạ. À, vâng, đúng rồi ạ. Có việc gì ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi ạ, có việc gì vậy ạ? À, tiếp theo Hà, hỏi câu số 3 này. Hà hỏi bạn Hiếu trả lời. 기다리에요. 구역 지역. 위. 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 구역 지역. 구역 지역. Đây là con gái của tôi. Dễ thương đúng không? Đúng rồi. 구역 지역. 아. 와 진짜. 귀엽네요. Leo thế nhỉ, thực sự là rất gì ạ, thực sự là thật là dễ thương, quy ấp tà là dễ thương các bạn nhé. Nào mời bạn Hiếu hỏi câu số 4 và bạn Trang trả lời nhé. Trang. À. In gì tà. In đi ta cứt na đi 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 là công việc, công việc tha là tất cả, cứt nát chiếu đây là đọc cái chữ cứt này là chúng ta cái chữ thờ gặp chữ n đằng sau nó đọc là chữ n nhá, đây chúng ta đọc chữ này là cưng. Cưng nát chiếu. Lại cứ nhìn tranh này cứ tưởng nó đang ra nó tắt điện cơ. Đúng rồi.
nó đứng nó chuẩn bị tắt điện, nó bảo là xong việc hết chưa, người kia bảo là chưa xong, xong để họ tắt điện đi. Nào chúng ta làm lại nhé, bạn Hiếu hỏi và bạn Trang trả lời nhá. Anio, ta ăn kinasayo. Chưa, không, chưa kết thúc. Chưa xong đâu, chưa kết thúc đâu. Nha. Đây. Kinasayo kết thúc. Ok. Tiếp theo chúng ta vào phần hội thoại số 2. Phần hội thoại số 2 này chúng ta rất là học, rất là có ý nghĩa này. Các bạn nhìn trên màn hình ấy thì chúng ta thấy là bạn này đang sử dụng internet để mua hàng đấy ạ. Được chưa? Như hệt thì chúng ta xem trên trang web ấy. Nhá. Đây ạ, chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái này. Chiyong Sinan. Bạn Chiyong. Churo Cường. Ở tiệm thờ Osusayo. Osusayo là mua áo. Ở tiệm thờ ở đâu? Đúng không? Câu này chả có từ nào mới cả. Chờ nên churo internet sơ sơ. Bán đi sayo. Cũng chả có từ nào mới cả. Tôi mua nhiều trên internet. Internet sơ sơ. Pisa chi ăn này ô. Ở đây chúng ta có chi ăn này. Pisa chi ăn này ô. Thì cái này nó bằng với là ăn pizza ta. Ăn pizza yo. Không đắt. Được chưa? Thì ở đây chúng ta có động từ. Động từ hoặc là tính từ đi với chi ăn ta. Chi ăn này ô. Chi ăn ta thành chi ăn này ô. Đây là không. Không. Không làm cái hành động này hoặc không làm cái tính chất này. Không đắt, không rẻ, không ăn, không uống. Thì chúng ta sử dụng cái này. Còn ăn đứng trước động từ hoặc tính từ. Nó có nghĩa tương tự như vậy. Nhưng các bạn nhé. Các bạn hiểu chưa? Cái này chúng ta cũng có thể thay bằng ăn bi sayo. Internet sư oshi ăn bi sayo hoặc pizza chi ăn này ô, đều giống nhau. Anio internet chi oto sago cô này và này oto sago shopping to pilli heo để thuận tiện. Mua trên internet thì chúng ta thấy là rất thuận tiện, các bạn mua trên Shopee về theo người ta gửi về tận nhà luôn. Kureo vậy à? Wegukindo, Wegukin là người nước ngoài. Wegukindo, Hanguk site에, Hanguk site에, Huyun gaib đi theo, Huyun gaib đây là gia nhập thành viên, để đăng ký thành viên này. Huyun gaib đăng ký thành viên. Đăng ký thành viên. Phiếu được à? Người nước ngoài cũng đăng ký cái website Hàn Quốc, web site là chính là cái site ấy, site site là www ấy, cái trang web ấy. Trang web Hàn Quốc, người nước ngoài cũng đăng ký được thành viên ở trên web Hàn Quốc à? Nê, tè vô phun tuyểu, đại bộ phận được. Cứ đơn tê, thế nhưng quê cô kinh từng nốc tuần hô ca phí đô hèo cần số đăng ký chứng minh thư người nước ngoài. Mỗi người nước ngoài đi sang bên Hàn Quốc ấy, thì cần phải làm một cái chứng minh thư người nước ngoài. Nó giống như kiểu thẻ cư trú ấy. Thì người ta ghi thời hạn ở trên cái thẻ đó. Nó như thẻ căn cước của mình. Nhưng mà người ta ghi thời hạn trên thẻ.
thì hết thời hạn trên thẻ thì chúng ta trước khi hết thời hạn trên thẻ chúng ta phải gia hạn visa để chúng ta lấy cái thời hạn đấy, còn nếu không thì chúng ta là ngoài thời hạn đấy là chúng ta trở thành bất hợp pháp ấy. Nên khi mà chúng ta có cái thẻ đấy thì chúng ta lấy cái mã số đó để chúng ta đăng ký thành viên ở trên các website của Hàn Quốc để chúng ta mua hàng hoặc săn hàng sale chẳng hạn, thì chúng ta làm rất là tốt đấy. Ngày xưa tôi làm cái này mãi. Ok, các bạn hiểu đoạn này chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ đọc đoạn này các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ mời từng người một đọc từ đầu đến cuối ạ. Mời bạn Trang đọc từ đầu đến cuối được không ạ? Này. Chiyon xin은 주로 어디에 어디에 어디에서 어떤 사요? 저는 주로 인터넷 세세세를 많이 사요. 인터넷에서 많이 사요. 인터넷은 어디 리사치 않나요? 아니요. 인터넷이 옷도 사고 쇼핑도 편리해요. 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 그래요? 외국인도 한국 사이트에 회원가입핀 돼요. 돼요? 네. 돼요? 돼요? 네. 대부분 돼요. 그런데 외국인 등록 번 호가 네, 등록 번호. 등록 번 호가 필요해요. 오케이. xin mời Hà đọc mà. Ngọc với Ngọc thì đọc đi đọc lại mấy lần đi nhá. Vâng. 이영 씨는 주로 어디에서 옷을 사요? 저는 주로 인터넷에서 많이 사요. 인터넷은 옷이 비싸지 않아요? 아니요. 인터넷이 옷도 사고 쇼핑도 편리해요. 그래요? 외국인도 한국 사이트에 회원 가입이 돼요? 네, 대부분 돼요. 그런데 외국인 등록번 호가 필요해요. 오케이. Xin mời bạn Hiếu ạ. Hiếu xin은 주로 어디에서 옷을 사요? 저는 주로 인터넷에서 많이 사요. 인터넷은 옷이 비싸지 많아요? 아니요, 인터넷이 옷도 사고 쇼핑도 편리해요. 그래요? 외국인도 한국 사이트에 회원 가입이 돼요? 네. 대부분 돼요. 그런데 외국인 등록번호가 필요해요. 네, 맞습니다. 등록번호가 필요해요. 오케이. 먼 Ngọc. 지영 씨는 주로 어디에서 옷을 사요? 저는 주로 인터
internet sơ mani seo mani seo internation oc oc picha picha chi anayo anayo pisa anisa pisa 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 chi anayo anio internesi oto sako oto sako shopping shopping to pien si heo creo weku kinto Hankuk sai tue we won ka ip e p tueo tueo ne teap teap po pon tueo kurante we cooking tung tung lok pan tung lok pan ha pan hoka tung lok pon ho pon hoka tung lok pon pon hoka pizio heo ne okay 필요해요. Ok. Chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại nhé. 대화 2. 지영 씨는 주로 어디에서 옷을 사요? 저는 주로 인터넷에서 많이 사요. 인터넷은 옷이 비싸지 않아요? 아니요. 인터넷이 옷도 싸고 쇼핑도 편리해요. 그래요? 외국인도 한국 사이트에 회원 가입이 돼요? 네, 대부분 돼요. 그런데 외국인 등록 번호가 필요해요. 대화 2. 지영 씨는 주로 어디에서 옷을 사요? 저는 주로 인터넷에서 많이 사요. 인터넷은 옷이 비싸지 않아요? 아니요. 인터넷이 옷도 싸고 쇼핑도 편리해요. 그래요? 외국인도 한국 사이트에 회원 가입이 돼요? 네, 대부분 돼요. 그런데 외국인 등록 번호가 필요해요. 오케이. Ở đây chúng ta có một số cái phương pháp và phát âm này ạ. Ví dụ đây ạ, mani. Yeah, chúng ta đọc là mani. Nhưng chúng ta có chữ hờ ở đây, chúng ta đọc trầm giọng xuống nhé. Mani. Mani. Hoặc đây, chowayo. Có chữ hờ ở đây, chúng ta đọc là âm câm, đọc là chowayo. Nhưng chúng ta có chữ hờ là âm bật hơi. Cho nên chúng ta phải hạ giọng cái chô này xuống ạ, thành chowayo. Chuaio là tốt đấy nhé, chuaio. Còn đây ạ, ire poliet soyo, đây ire poliet soyo, ire poliet soyo,
nhá các bạn nhá. Either place sale. Either place sale. Fallyasoyo. Either place sale. Chúng ta đọc như thế. Ok. Tiếp theo. Anayo. 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 Ví dụ đây này. Chi anayo. Pizza chi anayo. Đây cái đuôi này này. Anayo. Anayo. Hoặc đây ạ. Quenchanayo. 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 Quen. Chúng ta đọc từng chữ một nhé. Quen. Quen. Cha. Cha. Cha này. Cái chữ cha này, cha bật hơi. Cha. Quen cha này. Ok, quen cha này. Nhiều khi vui vui. Quen cha này. Quen cha này. Quen cha này. Ok. Ở đây chúng ta có một số từ vựng về Internet thì chúng ta cái này rất là dễ. Bởi Internet thì cái này chúng ta đọc tiếng Anh chúng ta gần như chính xác rồi. Internet. Đầu tiên là Internet. Nó là Internet rồi. Website thử. Đây website. Từ tiếng Anh mà. Website thử. Web. U. E. O. Thì đọc là gì ạ? Website mà. Ví dụ như tôi có trang web đó là duhocviệtmỹ.vn chẳng hạn thì đấy là website đấy. Tiếp theo là search engine. Engine đây là máy chủ. Search là tìm kiếm. Máy chủ tìm kiếm. Nhá, ví dụ Naver hay Google đấy là những máy chủ tìm kiếm. Tiếp theo là homepage thì đó là chính là trang chủ, mỗi trang web đều có cái homepage. Yeah. Tôi quảng cáo luôn. Ok, cái trường trung cấp nghề Việt Mỹ ngay đoạn đán lên đấy là lúc cây sang đán hay nào. Vâng. Đấy. Trước trước ở chỗ của anh à? Dạ, qua đâu? Bây giờ bên anh vẫn là giấy phép của nhà của trường trung cấp về Mỹ mà. Thì em thấy trung cấp về Mỹ trong đỗ nhiều xe. Bãi tập xe nào? Trong đấy là sân tập xe. À, thì em làm ở ngay đấy mà. À thế à? Mã ngành cái trạm của em ạ. Hả? Cái trạm của em ở đấy nhưng mà làm xa đi qua thấy suốt nay em hỏi. Ừ. Đáng lẽ là mình cũng phải lên đấy một ngày à một tuần thì lên đấy họp mấy lần đấy, thứ hai đầu tuần nào cũng lên đấy họp giao ban đấy. Thấy biển cổng ghi trung cấp nghề Việt Mỹ đúng không, bên trong là sân tập lái xe luôn. Vâng. Có mã ngành ô tô. Đây là ví dụ đây là website chẳng hạn nhé, duhocviệtmỹ.vn thì cái trang đầu tiên này người ta gọi là trang chủ hoặc là homepage đấy, homepage đấy. Tiếp theo là blogger, cái này bây giờ chúng ta không dùng nữa đúng không, blog ngày xưa chúng ta có đấy, thời bọn tôi thì có blog đấy. Tiếp theo internet cafe, cà phê internet đấy. Cái này ngày xưa nó giống như trang mạng xã hội đấy. Creon Kaip là tạo tài khoản, tức là đăng ký thành viên đấy. Để ví dụ như là trang web của tôi thì cũng có cái đoạn mà Creon Kaip để đăng ký này. Đây chính là Creon Kaip đấy, đăng ký thành viên đấy. Creon Than Thuê, Creon Than Thuê là xóa tài khoản. Xóa tài khoản thì cái này chúng ta phải vào trong, nói thật các bạn là phải vào trong admin đúng không?
vào trong admin thì chúng ta tìm cái số tài khoản ở trong này, trong số đó chúng ta mới khóa được tài khoản, chứ không thì chúng ta không vào được. ID, ID nó chính là ID ấy. Pmin Verho, cái tài khoản đăng nhập ấy. Pmin Verho, Pmin là bí mật, Verho là số, thì đây là số bí mật, chúng ta gọi là mật khẩu đấy, password đấy. Khư login là đăng nhập, login mà. Logout là logout ấy, là đăng xuất. Khi các bạn đăng nhập hoặc đăng xuất, đăng nhập cái Zalo hoặc là mail ở đâu đó thì chúng ta, khi chúng ta không làm việc ở máy tính đó thì chúng ta cần phải đăng xuất nó ra, không người khác sẽ sử dụng cái mail của bạn, đúng không? Email là email, đúng không? Email, đây là email đấy ạ. Internet contact, đây là tìm kiếm trên internet. Cái này chúng ta ở Việt Nam chúng ta hay sử dụng Google, đúng không ạ? Còn bên Hàn Quốc hay sử dụng máy chủ Naver. Tiếp theo, internet chatting. Chatting nó chính là chat đấy ạ. Internet chatting là chat internet nhá. Còn hoa sang chatting là chat hình, chat qua cam đấy ạ. Chat voice, chúng ta gọi chat voice nhá. Còn cái cô này thì chúng ta hình dung này, động từ đi với cô hoặc tính từ đi với cô, đi với động từ hoặc tính từ khác, và đuôi câu chúng ta sẽ chia ở cái cuối cùng. Cái này hôm trước thầy giáo đã nói một lần rồi đúng không ạ? Đúng. Các bạn còn nhớ không ạ? Ở hôm cái bài mà bài số 9 ngoại hình và tính cách ấy, thầy giáo vừa béo vừa lùn ấy. Các bạn còn nhớ không nhỉ? Có. Tức là trước cái cô này nhá, động tính từ chỉ việc bỏ chữ tà thôi. Các bạn lưu ý như vậy. Hôm đấy tôi còn cho cả Chiman đúng không? Chiman là nhưng ấy. Đấy. Hôm đấy tôi cho nhớ, tôi nhớ là cho hai cái. Đấy. Chiman, nhưng. Thì đây chúng ta xem một vài ví dụ chúng ta sẽ hiểu thêm nhé. Đây này, internet shopping về chùa heo. Internet shopping, đây là mua sắm qua internet ấy. Về, tại sao chùa heo, tại sao bạn lại thích mua sắm qua internet? Capsi sago, capsi sata, đây là giá rẻ. Cô là và. Đây, cô là và. Shopping ý, thiên ly hay sơ, tức là vì giá rẻ. Hay sơ, sơ là vì này. Vì giá rẻ và mua sắm thuận tiện nên tôi thích. Vì cái gì? Vì hai cái này. Vì giá rẻ và mua sắm thuận tiện nên tôi thích. Được chưa? Các bạn hiểu thế nào là cấu trúc lồng vào nhau chưa? Tuấn chi hago. Hago này, hago đây là gì ạ? Và đúng không ạ? Tuấn và Li Han mua mờ gul cô éo. Tuấn và Li Han ăn gì? Cái hago này là hago giữa hai danh từ Tuấn và Li Han. Cho nên TV và mờ cô. Một tên thì ăn bibimbap, còn một tên nữa Li Han chi nên kim chi chi keren mờ gul cô éo. Đó. Và giữa hai cái động từ đó là ăn phi vi bạp và ăn kim chi chige thì chúng ta sẽ dùng cô chứ không phải dùng hago. Các bạn bây giờ các bạn phân biệt được cô và hago chưa? Động từ hoặc tính từ, động từ hoặc tính từ đi với cô nhá, động từ tính từ. Ví dụ cái động tính từ mà nó vô tình kết thúc là ha. Đó. Ví dụ un tông ha chẳng hạn, un tông ha tà hoặc công vu ha tà thì nó đi với chữ cô, thì các bạn đừng tưởng là nó un tông nó ghép với cái gì nhá,
cô này nó vẫn chỉ là nối cho hai động từ thôi. Ở đây ạ, ai đi hago kimin bonoga karecho chuseo, cho tôi biết ID và mật khẩu đi. ID nên Tuấn gì cô? Tuấn Ida là. À, ID là Tuấn. Kimin bonhonen ini in sam isa eo, và mật khẩu là 1324. Các bạn ok chưa ạ? Các bạn có hiểu cái này không ạ? Có ạ. Chắc chắn không? Cô thì là âm nối và âm vàng. Hả? Chia. Cô là âm nối và âm vàng. Đấy là tính từ và à, cô dùng với tính từ và động từ, động từ, còn ha cô dùng với danh từ. Đúng rồi. Nhá. Nhưng vô tình ấy, ví dụ như là học và ăn chẳng hạn, thì chúng ta nói công phu ha cô mở cơ rồi. Đúng rồi, công phu ha cô mở cơ rồi. Thế bây giờ nhé, cơm và bánh mì nói là cơm và bánh mì à? Bạp ha cô bạn bạp ha cô bạn nè. Em có thấy ví dụ như là ở câu 3 ấy ạ, trong cái câu câu phía dưới đó là ai nên Tuấn y cô, thì sau danh từ dùng y cô được à? Câu số 3 ấy, câu trả lời ấy. Tuấn là danh từ nha, tên riêng nha. Tuấn y đà. Y đà là em ơi. Vâng ạ. Là thì trước cô chỉ việc bỏ chữ ta đi thôi, nó mới là y cô. Vâng. Bây giờ hiểu rồi. Vâng. Ok. Đấy nhá, các bạn lưu ý như vậy nhá. Tiếp theo chúng ta có một số bài tập ở đây ạ. Email là gì ạ? Hoa sang. Đầu tiên là gì ạ? Hoa sang chatting đúng không ạ? Hoa sang chatting, chat hình. Tiếp theo bức hình số 2 là gì? Email. Bức hình số 3. Số 3 là Pimin Bơn. Đúng rồi, Pimin Bơn Hồ đây đúng rồi, số bí mật. Còn cái từ cuối là Lookout đúng không? Lookout đăng. Lookout là đăng xuất hay là đăng nhập? Lúc là đăng xuất rồi. Đúng rồi, lock out là đang không đăng xuất ạ. Đây chúng ta làm theo cái gợi ý bên dưới này nhé. Chúng ta sử dụng cô nhá. Đây, memorial poco. Các bạn nhìn vào cái tờ giấy nhớ này này. Poki chorom theo đơn hoàn thân haseo. Bạn hoàn thành hội thoại giống như ví dụ. Tuấn chiga oteo. Bạn Tuấn thì như thế nào? Thế đây Tuấn thì chin chơ đều. Chemi thân thiện và thú vị, thì chúng ta làm
ghép lại thành câu một câu ấy, đó là chin chơn hago chemi isoyo. Chin chơn heo là gốc của nó là chin chơn hata, đúng không ạ? Các bạn thấy đúng không ạ? Chin chơn hata thì chúng ta chỉ việc bỏ chữ ta thôi, thêm cô vào và chúng ta bên nguyên câu dưới là được. Đấy, vẫn chưa ra như vậy. Bây giờ tôi chia nhé, bạn Trang làm câu số 1 này, bạn Ngọc câu số 2, bạn Hà câu số 3 và bạn Hiếu câu số 4 nhé. Ai làm xong câu nào chúng ta sẽ nói luôn ạ. Ai xong rồi à các bạn? Rồi, em xong rồi. Rồi xin mời Trang, Trang làm câu 1 đi. Cứ xích đăng nghi ở đây. Sao cô mà xí xoay. Sao cô mà xí xoay, đúng không? Cái nhà hàng đó như thế nào? Vừa rẻ ngon. Rẻ và ngon, ok. Ngon. Này. Okay. Ai tiếp theo ạ? Em ạ. Em cô Mạc. Thuan Haku Li Han Un Chi Cơm Mua Héo. Thuan Sinan Cha Cô Li Han Sinan Y Thơ Nê Sơn Héo. Ok. Tuấn và Li Han bây giờ đang làm gì đúng không? Tuấn bây giờ thì đang ngủ và Li Han thì đang chơi internet. Còn Ngọc làm xong chưa Ngọc? Anh bỏ mỗi ô thêm của cô rồi. Không, cái này bỏ IO chứ. Marco. Không phải Marco mà cái này chúng ta đọc. Đây ạ. Đây chúng ta đọc lên thành chúng ta sẽ đọc là như thế này ạ. Marco. Này. Marco. Ô는 난시가 Marco. 따뜻해요. 따뜻해요. 너무 ấm áp. 맞다 là quang đãng. Còn nhớ Ngọc còn nhớ 따뜻하다 là ấm áp không? 따뜻해요. Bài 15 thời tiết nhé. Tâm chất hà tà đổi thành cao sát hiệu. Đúng rồi. Nào mời bạn Hiếu ạ. Hiếu ngủ chưa ạ? Mời bạn Hiếu làm câu số 4 nè. Con nên menu ca mua yếu. Trâm Simon Bipim Bạp Hà Cô Chân Yếc Cơn Hôn Cô Kỳ tấp bạc và bim gì đã chôm chim ơn chôm chim ơn ôn menu ga à ôn menu nên menu nên chôm chim ơn chôm chim mi hoặc là chôm chim ơn phim mi và ego. Danh từ các bạn phải đi với ego là cái gì đó, được chưa? Chân yếu gần. Hun go ki thập bạp. Thập bạp đi ế ồ. Đây là danh từ các bạn phải đi với y tá. Thập bạp là gì thầy? Hun go ki là các bạn biết rồi đúng không? Thập là gì biết không? Thập. Thập ta.
Chắc hơn tổ Puseo còn nhớ không ạ? Tớp là đóng đậy che. Tớp là đậy lên, chùm lên, pạp là cơm. Nó có một bát cơm như này này. Được chưa? Sau nó lấy cái bulgogi nó để lên trên. Tức là bulgogi che cái cơm. Đấy là bulgogi tớp pạp. Tức là một bát cơm xong nó đổ cái thịt bulgogi thịt nướng lên đấy. Thì sẽ gọi là cơm thịt nướng hay đấy. Đấy, cơm gọi là cơm, cái này tiếng Việt Nam gọi là cơm thịt nướng, cơm thịt bò nướng, cơm thịt bò nướng, được chưa? Nhưng thực tế là cái bát cơm như thế này này. Xong nó thịt bò nó làm ít nó để góc này này. Đây là cơm, được chưa? Ví dụ chúng ta cho cái cơm vào trong bát ô tô, xong rồi chúng ta múc thịt cà chua đổ lên trên, kiểu thế. Thì chúng ta tớp bạc rồi ạ. Cái bulgogi này đậy lên trên cơm. Đấy. Ok. Thế hôm nay chúng ta xem một số điện thoại thì ở cái trang số 165 cái này chúng ta có thể tìm hiểu thêm nhé. Ví dụ 119 này, vừa nãy chúng ta học là Idinku ấy, hỏa hoạn cấp cứu hoặc là bệnh đó, phát bệnh thì chúng ta gọi là 119 đó. Trơn hoa buôn hồ an nè hướng dẫn về điện thoại thì là 114, còn khai báo tội phạm, khai báo vi phạm pháp luật thì là 112 nhé. Đây là những số điện thoại mà hỗ trợ ở bên Hàn Quốc. Bây giờ chúng ta sẽ làm nhanh cái phần EVS topic các bạn nhé.19과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1번 1. 문자 2. 전화 3. 검색 4. 채팅 2번 1. 블로그 2. 아이디 3. 로그인 4. 인터넷 3에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 여보세요? 거기 도서관이죠? 4번 실례지만 누구세요? 5번 오늘 날씨가 어때요? 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 여보세요? 거기 도서관이죠? 여보세요? 거기 도서관이죠? 4번 실례지만 누구세요? 4번 실례지만 누구세요? 5번 오늘 날씨가 어때요? 5번 오늘 날씨가 어때요? 자, 나 luôn phần đọc nhé.
Mọi người xong tỉnh. À xong rồi. Ủa. À xong chưa? Nghỉ thương. Rồi ạ. Còn yếu xong chưa? Và chúng ta tiếp tục nhé. Số 1 phần nghe thì ý mấy ạ? 2. 2 ạ. Số 2. 4 ạ. 4, internet. Và câu số 3. Câu số 3 ý 1 ạ. Chúng ta thấy không? Chúng ta nghe lại cái đoạn từ câu 3 để đi. 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 여보세요? 거기 도서관이죠? Đó có phải là thư viện không ạ? Đúng không? 네, 그런데요. Đúng không ạ? Câu số 4 ạ. 4번. 네. 실례지만 누구세요? Xin lỗi, bạn là ai ạ? Xin lỗi, là ai đấy ạ? Thì tôi là Tuấn đúng không ạ? Tôi là Tuấn. Ô bần. 오늘 날씨가 어때요? Câu số 5 là hôm nay thời tiết thế nào đúng không ạ? Chọn như mấy ạ? Nha. Dài đúng không? Và cô ta thực thể. Câu mà vừa nãy Ngọt vào. Phần đọc ạ. Cái này chúng ta là đây là gì ạ? Nhận điện thoại đúng không ạ? Trường hợp đến phá tay. Cái này là gì này ạ? Công xét đúng không? Đúng rồi, tìm kiếm. Có cái trang chủ tìm kiếm này, chúng ta chỉ có tìm kiếm thôi, chúng ta làm cái gì đâu. Nào, tiếp theo là câu nhà hàng này thì rẻ và ngon. Nhà hàng này như thế nào đúng không ạ? Một, hotel. Cơ kỳ, kiếm nguồn, chiếu. Đó là bệnh viện phải không ạ? Yoki, yakoki, đây là hiệu thuốc. Thì chắc chắn là đây được gọi điện thoại nhầm hoặc là không đúng gì đó đúng không? Sa vơn. Sơn hoa chẳng một cực. Cơ sốt rồi. Tại sao lại là cơ sốt rồi các bạn biết không ạ? Thực tế nó là cơn tà. Nhưng mà đi với si tà, đối với khách hàng tôn trọng là si tà. Cặp ứ sờ sau thì lò này bị mất đi. Si thì quá khứ nó sẽ thành là chết rồi. Dạng tôn kính của động từ khi nói ấy, đó là chính là động từ đi với ư chi tà. Đây là tôn kính của động từ, ví dụ ca tà chẳng hạn. Đối với khách hàng chúng ta sử dụng là phải là ca chi tà. Cái này bản chất nó là như vậy. Là câu số 5 chọn ý mấy ạ? Ý 1 ạ. 1. Đúng rồi, cái này phiên lì hà cô. Internet shopping phiên lì hà cô. Ta cô kinh ly hiểu. Vì vậy nên tôi mua nhiều áo ở trên internet. Ok các bạn, bài này chúng ta được mấy trên mấy ạ? Hôm nay không học bài chán lắm. Mấy? 10. Chán là mấy Ngọc? Có hai cô đậu nghe được. Chậu mấy cô điền kia cô năm thì chưa kịp làm. Muốn làm 5 thì 6 điểm. 6 điểm. 6 thì 6. 6 thì 10. Các bạn khác 10 hết chưa? 19. 18. Rồi chúng ta tiếp tục nhé. Hôm sau chúng ta sẽ làm lại là bài số 20. Bài rửa bát và việc nhà. Ok, hôm nay chúng ta sẽ kết thúc bài học ở đây ạ. Hôm nay thầy giáo cũng rất là xin phép và xin lỗi các bạn là
bị gián đoạn trong cái việc học nhé, làm cho thời gian kéo dài quá. Không sao, mình đã tham gia ở Yoruba. Anh nhớ chung một xe không? Không sao, mình đã nhớ đều. Để xe không? Để tham gia ở